Phụ nữ mà lấy được chồng chơi chim ấy, nó may mắn như kiểu đi đái mà vớ phải cục vàng, lấy được chồng chơi chim nhé. Còn sướng hơn là chúng độc đắc. Thứ nhất ấy, là mấy cái ông chơi chim có lối sống cực kỳ nề nếp luôn. Sáng dậy sớm cho chim ăn, chiều về đúng giờ cho chim đi ngủ. Buổi tối thì đương nhiên là không có chơi bời lằng nhằng gì rồi. Đó, anh em chỉ có tập trung để bàn bạc làm sao mà cuối tuần lấy ô tô, lấy xe máy về cho vợ thôi. Có đi đâu xa thì chỉ được hai ngày thôi. Các bà không cần gọi, tự động khác về. Đàn ông như thế còn thế nào nữa? Thứ hai ấy, đàn ông mà chơi chim là không bao giờ có chuyện gái gú luôn. Rồi đến mấy cái chỗ đèn xanh đèn đỏ mà báo giá 5 củ vắt là thôi. Tiền đấy thì về để đi mua cái lồng xịn sò dùng được mấy năm luôn. Vậy gì mà lại đi chơi cái lồng này dùng được có 15 20 phút là hết. Thế cho nên là chơi chim nó sướng hơn chơi gái nhiều. Thế nên là chị em mà có chồng chơi chim là cực kỳ yên tâm thứ ba ấy là những người đàn ông chơi chim là lúc nào cũng chỉ nghĩ đến vợ thôi tuần nào cũng đầu tư tuần nào cũng mang tiền đi nộp đấy nhưng mà kỳ lạ một cái cái được tiền cái là, là nghĩ đến vợ đăng bài cảm ơn vợ mang tiền về cho vợ xong là tuần sau lại tự bỏ tiền túi ra đi đầu tư đấy thấy chưa các bạn thấy chưa làm gì ở trên thế giới này có những người đàn ông nào ưu tú như thế việc đầu tư đã có những người đàn ông chơi chim lo còn các bà vợ chỉ việc ở nhà gặt hái thành quả sướng chưa thế cho nên là những cái người đàn ông chơi chim ấy nó cực kỳ là hiếm vậy cho nên tôi nhắc các bà có không giữ mất đừng tìm